Cập nhật thế giới ngày 3 tháng 7. Hằng Lâm xin kính chào quý vị. Mời quý vị cùng theo dõi những thông tin mới nhất trên thế giới trong phần cập nhật sau đây của Quân sự mở. Đầu tiên là thông tin về làn sóng áp thuế cao kỷ lục của thế giới khiến Trung Quốc khốn đốn. Indonesia chuẩn bị áp dụng mức thuế lên tới 200% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của nước này, với lý do nguồn cung hàng hóa từ nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang quá dư thừa. Trang Newsweek ngày 2 tháng 7 dẫn thông tin từ Bộ trưởng Thương mại Indonesia Zulkifli Hasan cho biết, thuế quan của phương Tây đối với hàng hóa Trung Quốc đang khiến Bắc Kinh chuyển hướng sang tìm kiếm thị trường tại các quốc gia khu vực Đông Nam Á như Indonesia. Indonesia, một quốc gia đang phát triển, đã tuyên bố sẽ sử dụng biện pháp áp thuế cao để bảo vệ các ngành công nghiệp địa phương khỏi tình trạng dư thừa công suất của Trung Quốc. Ông Zulkifli Hasan phát biểu rằng, Hoa Kỳ có thể áp thuế 200% đối với đồ gốm hoặc quần áo nhập khẩu. Chúng tôi cũng có thể làm như vậy để đảm bảo cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ cùng các ngành công nghiệp của chúng tôi tồn tại và phát triển. Một quan chức thương mại của nước này cho biết, mức thuế nhập khẩu mới có thể giảm xuống mức tối thiểu là 100%, sẽ có hiệu lực ngay sau khi quy định được ban hành. Theo cơ sở dữ liệu thống kê thương mại hàng hóa của Liên Hợp Quốc, kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc sang Indonesia đã tăng mạnh trong những năm gần đây, năm ngoái đạt 67,1 tỷ đô la, gấp đôi năm 2016. Đầu tư của Trung Quốc cũng đang đổ vào Indonesia như một phần của sự gia tăng đầu tư rộng rãi hơn vào khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Một báo cáo do Đại học Griffith của Úc và Đại học Phúc Đán của Trung Quốc công bố đầu năm nay cho biết, gần một nửa số tiền đầu tư của Trung Quốc vào châu Á-Thái Bình Dương đã đổ vào Đông Nam Á, trong đó Indonesia là quốc gia mà Bắc Kinh đầu tư nhiều nhất. Tháng trước, Thổ Nhĩ Kỳ đã công bố mức thuế 40% đối với xe Trung Quốc, trong bối cảnh dự đoán các công ty Trung Quốc sẽ tăng gấp đôi thị phần ô tô 4,5% của Thổ Nhĩ Kỳ. Cũng trong tháng trước, Liên minh châu Âu cho biết sẽ tăng thuế đối với xe điện Trung Quốc từ 10% lên tới 48%. Khối 27 thành viên này đã trích dẫn các khoản trợ cấp của chính phủ Trung Quốc được cho là mang lại cho các nhà sản xuất xe điện của các nước một lợi thế không công bằng. Vào tháng 5, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tăng thuế đối với 18 tỷ đô la hàng hóa Trung Quốc. Thuế đối với xe điện tăng từ 25% lên 100%, mặc dù thị phần của Trung Quốc trên thị trường xe điện Hoa Kỳ là không đáng kể. Nối tiếp là cuộc chiến tranh thương mại, Mỹ thu hồi 8 giấy phép xuất khẩu chip của các công ty nhằm triệt hạ Huawei. Bộ Thương mại Mỹ đã thu hồi 8 giấy phép xuất khẩu cho phép các công ty này cung cấp linh kiện bán dẫn cho gã khổng lồ thiết bị viễn thông Trung Quốc Huawei, trang ePravda ngày 2 tháng 7 dẫn tin từ hãng thông tấn Reuters cho biết. Hai nhà sản xuất thiết bị công nghệ cao, Qualcomm và Intel, nằm trong số các công ty bị trừng phạt thu hồi giấy phép. Động thái này được xem là nhằm gia tăng áp lực đối với công ty công nghệ khổng lồ của Trung Quốc và cản bước tiến công nghệ của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Huawei đã bắt đầu phục hồi bất chấp những nỗ lực của Washington nhằm gây tổn hại cho hãng này vì lý do an ninh quốc gia. Tuy nhiên, Huawei phủ nhận cáo buộc này. Trong gần 2 tháng đầu tiên của năm 2024, doanh số bán điện thoại thông minh của Huawei được báo cáo đã tăng 64% so với cùng kỳ năm ngoái. Hoạt động kinh doanh sản xuất linh kiện cho ô tô thông minh cũng góp phần vào sự hồi sinh của gã khổng lồ công nghệ này. Huawei bị đưa vào danh sách hạn chế thương mại của Mỹ năm 2019 dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump. Các giấy phép mà Huawei bị thu hồi đối với các mặt hàng như thiết bị tập thể dục, nội thất văn phòng, các linh kiện công nghệ thấp dành cho các sản phẩm tiêu dùng đại chúng như màn hình cảm ứng và màn hình cảm ứng cho máy tính bảng. NATO tung chiêu cứu Ukraine nếu ông Trump đắc cử và sự chiếm lĩnh của phe cực hữu ở châu Âu. Ngày 2 tháng 7, tờ The Wall Street Journal đưa tin, NATO có kế hoạch phát triển các biện pháp mới để hỗ trợ lâu dài cho Ukraine trong trường hợp nếu cựu Tổng thống Donald Trump chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ vào tháng 11 tới và phe cực hữu chiến thắng ở châu Âu. Các kế hoạch dự kiến sẽ được công bố tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở thủ đô Washington vào tuần tới. Theo kế hoạch, một quan chức dân sự cấp cao sẽ được cử sang Ukraine và thành lập một bộ chỉ huy mới gồm 700 quân nhân phương Tây để điều phối việc cung cấp thiết bị quân sự và huấn luyện cho lực lượng vũ trang Ukraine. Họ sẽ đảm nhận phần lớn nhiệm vụ mà quân đội Mỹ đã thực hiện cho đến nay. Quan chức dân sự cấp cao ở Kyiv sẽ tập trung vào các nhu cầu lâu dài của Ukraine về hiện đại hóa quân sự và hỗ trợ phi quân sự, liên lạc với cả bộ chỉ huy tương lai ở Wiesbaden và trụ sở NATO ở Bruxelles. Tạp chí Phố Wall lưu ý rằng những sáng kiến mới này đã được thực hiện trong nhiều tháng, nhưng chúng trở nên cấp bách sau màn trình diễn được đánh giá là thất thế của Tổng thống Joe Biden trong cuộc tranh luận trên truyền hình với ông Trump vào tuần trước và những phàn nàn của ông Trump về số tiền Mỹ đã chi để viện trợ quân sự cho chính quyền Kyiv. Ông Ivo Dandera, cựu đại sứ Mỹ tại NATO cho biết, lý do chính của những thay đổi này là để bảo vệ nỗ lực viện trợ Ukraine khỏi ông Trump. Thay vì Washington chịu trách nhiệm quản lý đào tạo và hỗ trợ, NATO sẽ chịu trách nhiệm. Vì vậy, ngay cả khi Mỹ giảm hoặc chấm dứt hỗ trợ cho những nỗ lực này, chúng cũng sẽ không bị loại bỏ. Ấn phẩm cũng nhấn mạnh rằng, với việc các đảng cực hữu giành được sự ủng hộ của cử tri ở Pháp, Hà Lan và khắp Liên minh châu Âu, việc thể chế hóa vai trò của NATO có thể khiến việc hỗ trợ quân sự cho Ukraine ít bị tổn thương hơn trước những biến động chính trị giữa các thành viên của Liên minh. Các quan chức hiện tại và trước đây của Mỹ cho biết, các động thái này sẽ cho phép Liên minh phối hợp tốt hơn các nỗ lực của phương Tây nhằm hỗ trợ quân sự cho chính quyền Kyiv trong cuộc chiến chống lại cuộc xâm lược của Nga. Kế hoạch này cũng nhằm mục đích làm cho lực lượng vũ trang Ukraine trở nên giống với lực lượng vũ trang của NATO hơn. Ấn phẩm này nhắc lại rằng, trong khi nhiều thành viên NATO tin rằng Liên minh nên mời Ukraine tham gia, bắt đầu một quá trình có thể mất nhiều năm, thì Hoa Kỳ và Đức lại phản đối động thái như vậy tại hội nghị thượng đỉnh vào tuần tới. Các quan chức cho biết, NATO có thể mô tả nỗ lực gia nhập NATO của Ukraine là không thể đảo ngược dựa trên ngôn ngữ trong thông cáo liên minh năm ngoái rằng tương lai của Ukraine là ở NATO và thông cáo năm 2008 nói rằng một ngày nào đó Ukraine sẽ trở thành thành viên của NATO. Tờ báo viết rằng những bước đi này nhằm mục đích củng cố triển vọng của Ukraine về việc cuối cùng sẽ gia nhập liên minh mà không cần phải có lời mời để trở thành thành viên. Liên quan đến quốc phòng, Cuba xây dựng trạm radar mới giúp Trung Quốc do thám căn cứ hải quân Mỹ. Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS có trụ sở tại Hoa Kỳ cho biết, từ hình ảnh vệ tinh cho thấy Cuba đang xây dựng một trạm radar mới có khả năng do thám căn cứ hải quân ở vịnh Guantanamo của Hoa Kỳ gần với quốc gia này. Tổ chức này cho biết thêm, trạm radar này được đánh giá là đang hỗ trợ đắc lực cho các hoạt động do thám của Trung Quốc. Trạm radar này được xây dựng từ năm 2021, nhưng trước đó không được báo cáo công khai. Nó nằm ở phía đông thành phố Santiago de Cuba, gần khu phố El Salao. CSIS cho biết trong một báo cáo được công bố vào ngày 1 tháng 7 và sau đó được tờ báo Wall Street Journal trích dẫn. CSIS cho biết cơ sở này của Cuba với cụm anten được bố trí tròn có đường kính khoảng 130 đến 200 mét. Có thể theo dõi tín hiệu ở khoảng cách xa tới 3.000 đến 8.000 hải lý. Việc tiếp cận này sẽ cung cấp cho Trung Quốc một vị trí quan sát mang tính chiến lược cao gần căn cứ hải quân ở vịnh Guantanamo. Báo cáo cho biết ám chỉ đến căn cứ quân sự quan trọng của Hoa Kỳ nằm cách Santiago, thành phố lớn thứ hai của Cuba, 73 km về phía đông. Thứ trưởng Ngoại giao Cuba Carlos Fernández de Cossío phủ nhận việc Cuba che giấu hoạt động quân sự của Trung Quốc trên hòn đảo này, đồng thời cáo buộc tờ Wall Street Journal đang phát động chiến dịch đe dọa công chúng bằng những câu chuyện về các căn cứ quân sự của Trung Quốc mà ông nói là không tồn tại và không ai nhìn thấy. Các căn cứ quân sự phía nam của Hoa Kỳ khiến nơi đây trở thành địa điểm lý tưởng để Trung Quốc, đối thủ chiến lược hàng đầu của Washington, tìm cách thu thập thông tin tình báo. CSIS gọi địa điểm mới này là công cụ mạnh mẽ có thể giúp Bắc Kinh giám sát hoạt động trên không và trên biển của quân đội Hoa Kỳ. Năm ngoái, các quan chức chính quyền Biden cho biết Bắc Kinh đã nỗ lực nâng cấp khả năng thu thập thông tin tình báo tại Cuba bắt đầu từ năm 2019, nhưng Bắc Kinh và Havana đều phủ nhận. Phía Hoa Kỳ cho biết họ đang theo dõi chặt chẽ sự hiện diện của Trung Quốc tại Cuba. Ngoài ra, báo cáo của CSIS còn cho biết một số hệ thống radar được lắp đặt tại Cuba trong những năm gần đây có khả năng giám sát các vụ phóng tên lửa từ mũi Canaveral và trung tâm vũ trụ Kennedy của NASA, một mối quan tâm đối với Trung Quốc khi nước này đang tìm cách bắt kịp công nghệ phóng tên lửa của Hoa Kỳ. Ý tịch thu 2 UAV quân sự của Trung Quốc đang trên đường tới Libya. Chính quyền Ý cho biết nước này đã thu giữ 2 UAV quân sự của Trung Quốc được ngụy trang trong bộ phận của tua bin gió khi nó đang trên đường tới Libya, vi phạm lệnh cấm vận của Liên Hợp Quốc với quốc gia Bắc Phi, Defense News đưa tin vào ngày 3 tháng 7. Theo quan chức Ý, các bộ phận của 2 UAV này được giấu trong 6 container hàng, được chở trên 2 tàu container đi từ Trung Quốc đến cảng Gioia Tauro ở Ý, nơi chúng bị tịch thu trước khi có thể được đưa sang tàu khác hướng đến Libya. Cảnh sát thuế và hải quan Ý cho biết trong một tuyên bố, các bộ phận được giấu trong các lưỡi cánh quạt của tua bin gió, một trong những UAV có dòng chữ "Thế giới tiết kiệm năng lượng" được viết dọc theo bên hông. Theo các nhà chức trách Ý, mỗi UAV này dài hơn 10 mét, sải cánh khoảng 20 mét và trọng lượng trên 3 tấn. Mô tả này trùng khớp với báo cáo của các nguồn tin rằng UAV này là UAV Wing Loong II của Trung Quốc. Các nguồn tin giấu tên nói với Defense News rằng các UAV này đang được vận chuyển đến Benghazi theo lệnh của tướng Khalifa Haftar, người đứng đầu quân đội kiểm soát miền đông Libya. Nguồn tin cho biết thêm rằng Hoa Kỳ đã phát hiện ra lô hàng này và thông báo cho chính quyền Ý. Lệnh cấm vận của Liên Hợp Quốc cấm bán vũ khí cho Libya, quốc gia đang chìm trong xung đột dân sự kể từ khi cựu lãnh đạo Đại tá Muammar Gaddafi bị lật đổ vào năm 2011. Vào năm 2020, lãnh chúa Libya Khalifa Haftar đang tìm cách chinh phục Tripoli và tiếp quản miền Tây Libya từ một chính quyền được Liên Hợp Quốc hậu thuẫn. Ông đã nhận được sự hỗ trợ của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, nơi được cho là đã gửi biến thể UAV của Trung Quốc đến quốc gia Bắc Phi này. Các nhà quan sát tuyên bố rằng các UAV này đã tham gia vào vụ giết hại 26 học viên trong một cuộc tấn công bằng tên lửa tại một học viện quân sự ở Tripoli. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã phủ nhận sự liên quan. Ông Haftar đã xây dựng mối quan hệ ngày càng chặt chẽ hơn với Nga, cho phép nước này trong những tháng gần đây bán hàng ngàn tấn thiết bị quân sự tại cảng Tobruk ở miền đông Libya, khi nước này tìm cách cung cấp cho các hoạt động của Nga trên khắp châu Phi. Tiếp theo là tin tức bầu cử tại Pháp. Gần 200 ứng viên nghị sĩ rút lui để ngăn chặn phe cực hữu chiến thắng. Trang Pravda đưa tin hôm thứ Ba, những người phản đối đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia RN ở Pháp đã tăng cường nỗ lực nhằm loại bỏ đảng này khỏi quốc hội khi gần 200 ứng cử viên tuyên bố sẽ từ chối tham gia vòng bầu cử thứ hai. Theo ước tính của truyền thông địa phương, hơn 180 ứng cử viên đã xác nhận họ sẽ không tham gia vòng bầu cử lần thứ hai vào ngày 7 tháng 7 tới của Quốc hội Pháp. Những người khác có thời hạn đến 18 giờ theo giờ Paris để đưa ra quyết định tương tự. Đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia của Marine Le Pen đã dẫn đầu trong vòng bỏ phiếu đầu tiên. Mặt trận Bình dân mới NFP theo xu hướng cánh tả đứng vị trí số 2, còn Liên minh Trung dung cầm quyền của Tổng thống Emmanuel Macron chỉ xếp ở vị trí thứ 3. Tuy nhiên, chưa có gì là chắc chắn để Mặt trận Quốc gia sẽ có thể giành được 289 ghế cần thiết trong tổng số 577 ghế của Quốc hội Pháp, và việc đối thủ của họ rút khỏi cuộc bầu cử có thể càng làm xa triển vọng giành chiến thắng của phe cực hữu. Đại diện Đảng Xã hội, thị trưởng Paris Anne Hidalgo bình luận, trận đấu vẫn chưa kết thúc, chúng ta phải huy động toàn bộ lực lượng. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi đoàn kết dân chủ trong vòng bầu cử thứ hai để chống lại phe cực hữu. Cũng liên quan đến các cuộc bầu cử, tại Anh, hãng thông tấn Reuters cho biết, theo khảo sát của công ty thăm dò dư luận Surveysan công bố hôm thứ Ba, Đảng Lao động Anh được dự đoán sẽ giành chiến thắng áp đảo với số ghế kỷ lục trong cuộc bầu cử toàn quốc diễn ra vào thứ Năm. Kết quả cuộc thăm dò của Surveysan cho thấy Đảng Lao động của Keir Starmer sẽ giành được 484 trong số 650 ghế trong Quốc hội, vượt xa con số 418 ghế mà cựu lãnh đạo đảng này là Tony Blair giành được trong chiến thắng vang dội năm 1997, là số ghế cao nhất trong lịch sử đảng này. Đảng Bảo thủ, đảng đã nắm quyền trong 14 năm qua, được dự đoán chỉ giành được 64 ghế. Đây là số ghế ít nhất kể từ khi đảng này được thành lập vào năm 1834. Còn đảng Cải cách Anh, cánh hữu, được dự đoán sẽ giành được 7 ghế. Và cuối cùng là thông tin tại Ấn Độ, vụ giẫm đạp khiến ít nhất 116 người thiệt mạng. Hãng tin Reuters ngày 3 tháng 7 đưa tin 116 người đã thiệt mạng trong vụ giẫm đạp tại bang Đông Bắc Ấn Độ. Vụ giẫm đạp xảy ra ngày 2 tháng 7 tại buổi thuyết giảng của một giáo sĩ ở Hazrat thuộc phân khu Aligarh, bang Uttar Pradesh, cách New Delhi khoảng 140 km về phía đông nam. Giới chức địa phương cho biết một cơn bão bụi khiến các tín đồ hoảng loạn khi họ rời khỏi khu vực. Nhiều người bị đè hoặc giẫm lên, một số ngã xuống cống ven đường trong cảnh hỗn loạn. Salab Mathur, quan chức cảnh sát phân khu Aligarh, cho biết số người thiệt mạng trong thảm kịch là 116. Theo Usmed Kumar Tripathi, quan chức y tế địa phương, phần lớn nạn nhân là phụ nữ. Một người bị thương cho biết, không có lối thoát, mọi người ngã đè lên nhau vào vụ giẫm đạp xảy ra. Tôi cố gắng rời nơi đó, xong những chiếc xe máy đổ bên ngoài cản lối ra, nhiều người ngất xỉu, nhiều người chết. Năm 2016, ít nhất 112 người thiệt mạng vì vụ nổ trong màn trình diễn pháo hoa đánh dấu năm mới theo lịch của đạo Hindu. Vụ nổ phá hủy nhiều công trình và gây ra hỏa hoạn tại khu đền thờ ở bang Kerala, nơi hàng ngàn người tụ tập. Và cập nhật thế giới đến đây cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị buổi tối vui vẻ và thư giãn. Còn bây giờ, Hằng Lâm và Quân Sự Mở xin chào và hẹn gặp lại quý vị.